máy vào đây này. Thằng có bố không anh? Bố tưởng phải có chùa đó. Em tưởng chùa quá hay mệt quá chứ. Đâu rồi. Say khói đúng anh. Đàn đi to mà. Hôm qua em coi cái đàn đi cũng to này. Bởi lịt mất mặt đắt rồi đó. Yeah. Là vì mất nguyên chất. Bỏ máy đấy có phải là mất lô xuống không? Được thịt mật nên là đơn giản lắm. Mật hoàn toàn tự nhiên mà. Tự nhiên nhưng mà lấy không lấy mật này. Mật này là gọi là mật non này. Ừ. Nên không lấy, để chắc mật Việt Nam đấy thôi. Ừ.